Tổng thống Kiều Phong Kiến. Mr. PT hết kể chuyện lịch sử. Xin chào các bạn. Tướng Nguyễn Văn Vĩ hồ hởi nhận chức Tổng tư lệnh quân đội nhưng không hay biết tình hình đã xoay chiều. Ông ta phong cho Lê Văn Tỷ chức tham mưu trưởng quân đội. Ngày 30 tháng 4 năm 1955, cả hai cùng với một đoàn xe mô tô hộ tống hùng hổ chạy thẳng vô dinh thủ tướng để yêu cầu Diệm trao quyền Tổng tư lệnh quân đội. Cả hai không hay biết Diệm đang đào sẵn một cái hố bẫy tại dinh thủ tướng. Cuộc đảo chính bất thành. Trước khi Vĩ xuất hiện, Ngô Đình Nhu đã triệu tập được một nhóm khoảng 200 người có máu chịu chơi của cái Ủy ban Cách mạng Quốc gia do Nhu đẻ ra trước đó. Ủy ban này tự xưng là đại diện của 16 đảng phái chính trị tại Việt Nam ủng hộ Ngô Đình Diệm làm quốc trưởng, chuất phế Bảo Đại. Họ đang ngồi ở dinh thủ tướng nóng chờ tướng Vĩ đến. Tướng Vĩ vừa bước chân vào tiền sảnh, chưa kịp làm gì thì bị đàn em của tướng Cao Đài Trịnh Minh Thế chĩa súng ngắn vào đầu, tước vũ khí và lột lon. Giữa lúc đám sĩ quan đàn em hung hăng như muốn nuốt sống tướng Vĩ, Ngô Đình Diệm vờ đứng ra can ngăn rồi dìu tướng Vĩ vào phòng làm việc của ông ta. Cùng lúc đó, đám Ủy ban Cách mạng Quốc gia ùn ùn kéo tới, miệng hô vang Ngô Đình Diệm muôn năm, đả đảo Bảo Đại. Thấy khí thế của đám đông to mồm, tướng Vĩ xanh nét mặt mày. Chờ có thế, Diệm chỉ cho Vĩ tờ giấy và cây viết bảo, muốn sống an toàn thì viết tờ cam kết ủng hộ và trung thành với chí sĩ Ngô Đình Diệm, ủng hộ chuất phế Bảo Đại. Không còn đường thoát, Vĩ viết cam kết. Trong thời gian đó, Trần Lệ Xuân dẫn đầu các đoàn biểu tình có thù lao đi lòng vòng Sài Gòn tung hô Diệm, kiếm ảnh Bảo Đại xé, dẫm đạp. Đại tá Đỗ Cao Chí, tư lệnh binh chủng dù, nghe tin Vĩ và Tỷ bị bắt giữ liền điện vào dinh. Diệm bắt máy. Đại tá Chí đe dọa Diệm, nếu không thả hai tướng Vĩ và Tỷ thì sẽ đưa quân đội tới giải vây. Trước đe dọa của Chí, Diệm phải ra lệnh trả tự do cho Vĩ và Tỷ. Sau này, thấy Diệm mạnh, Tỷ đầu quân cho Diệm, còn Vĩ phải sang Pháp tị nạn chính trị. Ngày 23 tháng 10 năm 1954, Diệm lên ngôi Tổng thống. Ngày 26 tháng 10 năm 1954, Diệm tuyên bố thành lập Việt Nam Cộng Hòa. Ngay sau khi lên làm Tổng thống, Diệm trả ơn ngay với cái nhóm Hội đồng Nhân dân Cách mạng cứu mạng Diệm trong cuộc đảo chính lẻ của tướng Vĩ. Cái nhóm đánh chính trị Hội đồng Bảo Đại và tướng Vĩ có 30 nhân sĩ của 18 đảng phái, nhưng ngoài các nhân vật trong ban thường vụ ra, chẳng ai biết chính xác cái ngày họp hội đồng ra nghị quyết tôn Diệm lên ngai Tổng thống là ngày nào. Khi là Tổng thống đúng nguyện vọng của các Hội đồng Nhân dân Cách mạng thì Diệm cho thuộc hạ bắt cóc ông Nguyễn Bảo Toàn, bỏ vào bao bố rồi đem ra sông Sài Gòn thả. Ông Nguyễn Bảo Toàn chính là chủ tịch của cái nhóm Hội đồng Nhân dân Cách mạng ấy. Sau khi Diệm bị lật đổ vào năm 1963, tay thuộc hạ nhận lệnh thủ tiêu ông Toàn đã thừa nhận trước tòa án và dư luận rằng chính Diệm đã ra lệnh. Hồ Hán Sơn là phó chủ tịch của cái hội đồng ma ấy cũng được Diệm trả ơn bằng cách cho thuộc hạ ám sát, ném xác xuống một cái giếng ở Tây Ninh. Sau khi giải quyết xong lực lượng Bình Xuyên, Dương Văn Minh được thăng từ cấp đại tá lên thiếu tướng. Dương Văn Minh tiếp tục nhận nhiệm vụ tư lệnh một loạt chiến dịch nhằm xóa sổ các lực lượng chống đối tại miền Tây, mà mấu chốt là các nhóm vũ trang của Hòa Hảo. Cái mặt trận Cao, Thiên, Hòa, Bình bị Diệm tàn sát không thương xót. Hậu quả của những chiến dịch tàn sát này đã đào sâu một đường hầm ngầm thù hận giữa các giáo phái đối với Diệm. Họ ngấm ngầm nuôi dưỡng một cuộc trả thù. Quốc dân đảng miền Trung lúc đầu ủng hộ Diệm rất tích cực. Đám chính trị này có một số cán bộ được Diệm cho giữ chức vị tỉnh trưởng và quận trưởng ở hai tỉnh lớn Quảng Nam và Quảng Ngãi. Chúng tích cực chống cộng. Phong trào tố cộng ly khai cộng sản do đám này phát động đầu tiên ở Quảng Nam từ tháng 10 năm 1954. Thấy lực lượng này ngày càng lớn mạnh, Diệm e ngại. Tiên hạ thủ vi cường, Diệm bất thần đuổi cổ các tỉnh trưởng và bắt giam hàng loạt các quận trưởng thuộc phe Quốc dân đảng ở hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, đồng thời ra mật lệnh triệt hạ toàn bộ Quốc dân đảng. Thế là tháng 3 năm 1955, phe Quốc dân đảng miền Trung lập chiến khu chống Diệm. Ngô Đình Cẩn bày kế mời phe Quốc dân đảng về hợp tác. Sau khi 2.000 nghĩa binh Quốc dân đảng làm lễ nộp vũ khí và hợp tác với Diệm tại Hội An, cuối năm 1956, Cẩn lần lượt cho thuộc hạ giam cầm, thủ tiêu mất tích từng người. Dân chủ kiểu Diệm. Cách làm việc của Diệm hoàn toàn tùy hứng, vô chừng mực. Nhiều khi, ông ta làm khổ các vị sĩ quan phục dịch vì bất chợt phá lịch trình làm việc. Có những lúc, kế hoạch đi tỉnh này nhưng bất chợt ông ta yêu cầu ghé tỉnh khác khiến thuộc cấp bối rối trong việc chào đón. Trong một chuyến thị sát các địa phương, Diệm đã dùng bất ổn đập tới tấp một tay trung tá tỉnh trưởng khiến tay này phải quỳ sụp xuống lạy Diệm. Chưa đã, Diệm còn lột lon tay trung tá tại chỗ. Mỗi lần Diệm đi thăm một tỉnh nào thì toàn dân tỉnh ấy phải chuẩn bị cơm nước từ khuya, quần áo tươm tất. đi bộ tay cầm cờ hô như cá máy Ngô Đình Diệm muôn năm. Gia đình nào vắng mặt sẽ bị chính quyền xã, ấp ghi vào sổ xem như đó là gia đình thuộc diện nghi vấn chống đối chế độ. Ông ta thường ăn cơm, làm việc, tiếp các bộ trưởng, tướng lãnh ngay tại phòng ngủ trong dinh độc lập. Khi chủ trì những cuộc họp, ông ta thường nói tràng giang đại hải, thiếu chủ đề chính, không đâu vào đâu và cũng chẳng có kết luận khiến chẳng ai hiểu ông ta muốn nói vấn đề chính là gì. Diệm rất thích mọi người gọi mình bằng cụ xưng con, kể cả những người lớn hơn Diệm nhiều tuổi. Nhiều người đến gặp Diệm đã quỳ lạy, khi ra thì cúi đầu đi lui như trầu vua. Cách bổ nhiệm của Diệm hoàn toàn dựa vào tình cảm cá nhân, không theo một tiêu chí nhất định nào. Những kẻ biết luồn cúi, xu nịnh và biết phục dịch thì nhanh chóng được cất nhắc vào những chức vụ then chốt. Khi Diệm mới chấp chính vào tháng 7 năm 1954, Lê Quang Tùng mới tốt nghiệp sĩ quan chủ bị nhưng 9 năm sau đã mang hàm đại tá. Trong 8 năm Tùng được thăng 6 cấp. Lê Văn Sâm chỉ là một thợ máy tàu đò dân sự miền Tây Nam Bộ được thu dụng đưa về Huế lái thuyền máy quân sự. Sau khi cưới em gái bác sĩ Lê Khắc Quyến, Sâm bất thần leo lên chức giám đốc nha quân vụ, vì bác sĩ Quyến là thầy thuốc riêng của mẹ Diệm. Năm 1956, ông Trần Trung Dung, cháu rể, gọi Diệm bằng cậu, đang là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ra Ninh Thuận ứng cử dân biểu. Ngày ông Dung ra Ninh Thuận, tay tỉnh trưởng tổ chức một cuộc tiếp rước linh đình trọng thể. Tay tỉnh trưởng lùa dân và học sinh tất cả các trường lớn nhỏ ra đứng hai bên vệ đường hoan hô từ ga Tháp Chàm về đến trung tâm tỉnh lỵ Phan Giang. Chưa bầu cử, dân Ninh Thuận cũng biết ông Dung sẽ đắc cử 100%. Đạo luật 10 phần 59 và chiếc máy chém lưu động của Ngô Đình Diệm đã thể hiện hành động tàn ác nhất của chế độ. Với chính sách tố cộng, ông ta đã thực hiện những hành vi vô đạo, vô nhân tâm nhất bằng việc buộc vợ phải tố giác chồng, con tố cha. Chỉ trong 9 năm Diệm cầm quyền đã có gần 800.000 người bị khép tội chống đối, bị bỏ tù, 90.000 người bị giết bằng tra tấn, ám sát hoặc tử hình. Trong đó, không ít người bị vu cáo oan. Từ thành thị đến nông thôn, bất kỳ lúc nào, bất kỳ ai cũng có thể bị bắt với tội danh làm cộng sản. Người dân sống trong nơm nớp, lo âu. Lỡ miệng nói xấu một tay xã trưởng cũng có thể bị quy là cộng sản. Hàng ngày có hàng trăm người bị mổ bụng moi gan chỉ vì nghi vấn có liên can đến cộng sản. Không khí căm phẫn trong nhân dân ngày càng sôi sục. Chính sách lề máy chém, một trong những chính sách tàn độc thất nhân tâm nhất của chế độ Diệm, là quốc sách tố cộng do Ngô Đình Nhu khởi xướng vào ngày 11 tháng 4 năm 1955. Tài liệu của Lầu Năm Góc đã từng công bố, chiến dịch tố cộng bắt đầu từ mùa hè 1955 đến 1956. Có từ 5 vạn đến 10 vạn người bị bắt vào các trại giam của chính quyền, trong đó rất nhiều người dân thường. Bằng chiến dịch này, chính quyền Diệm đã buộc những người thân tố cáo nhau, láng giềng dò xét nhau. Chính quyền bắt buộc những gia đình có thân nhân đi kháng chiến phải tuyên bố từ bỏ nhau. Con từ bỏ cha mẹ từ bỏ con cái. Chủ trương của chiến dịch tàn độc này là phân loại quần chúng. Loại A gồm cán bộ, đảng viên và những người kháng chiến cũ. Loại B gồm những gia đình có người đi tập kết hoặc có quan hệ mật thiết với những người kháng chiến cũ. Loại C gồm những người không có dính dáng gì đến cách mạng. Để tố cộng hiệu quả, Nhu chỉ đạo tổ chức thống nhất từ trên xuống dưới. Cao nhất là Hội đồng chỉ đạo tố cộng do Diệm làm chủ tịch. Dưới Hội đồng chỉ đạo là Ủy ban tố cộng gồm các ủy viên là các bộ trưởng trong chính phủ. Nhiệm vụ của Ủy ban tố cộng Trung ương là trực tiếp chỉ đạo phong trào tố cộng ở các tỉnh, các cơ quan và đào tạo cán bộ làm công tác tố cộng ở cấp trung ương. Ở cấp tỉnh có Ủy ban tố cộng tỉnh. Mỗi bộ lại có một ủy ban chỉ đạo theo ngành dọc xuống các cơ quan trực thuộc bộ mình. Huyện, xã có Ủy ban chỉ đạo tố cộng của huyện, xã. Thậm chí, liên gia cũng có bộ phận làm công tác tố cộng cấp liên gia. Chỉ riêng năm 1958, có khoảng 68.000 cán bộ, đảng viên bị sát hại dã man, 466.000 người bị bắt giam, 680.000 người bị tra tấn thành thương tật. Ngày 6 tháng 5 năm 1959, Diệm ban hành luật 10 phần 59 lập các tòa án quân sự đặc biệt lưu động để xử tử hình, chung thân đối với những người cộng sản. Theo luật diệt chủng này, nạn nhân chỉ có hai mức án, tử hình và khổ sai chung thân, không kháng cáo, không giảm nhẹ, thi hành án ngay sau khi tuyên. Thời gian xét xử giới hạn tối đa 3 ngày, có nghĩa là ai cũng có thể trở thành nạn nhân của đạo luật 10 phần 59, kể cả thường dân vô tội. Điều vô nhân nhất của đạo luật này chính là thà giết lầm hơn bỏ sót. Máy chém của luật 10 phần 59 được những tên đồ tể kéo lê về tận xã ấp. Cái máy chém trở thành biểu tượng của chế độ Diệm. Cho đến năm 1959, Chỉ tính riêng ở Củ Chi đã có 500 người bị moi gan mổ bụng, 600 người bị dồn vào bao bố cột đá dìm xuống sông, 150 người bị buộc vào sau xe ô tô kéo trên đường đá. Trong đó có hơn 100 người là dân thường vô tội. Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhơn và Khánh Hòa có 300.000 người bị giết hại. Có nhiều người bị giết chỉ vì bị ghen ghét cá nhân. Năm 1963, nhận ra Diệm đang tìm cách thoát khỏi sự khống chế quyền lực của mình, Mỹ quyết định hất Diệm và tìm nhân vật ngoan ngoãn hơn để thay thế. CIA lại được lệnh thu xếp một cuộc đảo chính. Và ngày 1 tháng 11 năm 1963, dưới sự hậu thuẫn của Mỹ, một số tướng lĩnh thuộc hạ của Diệm tổ chức cuộc đảo chính quân sự. Với chủ trương nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, những kẻ thừa hành của Mỹ nhân cuộc đảo chính đã thẳng tay hạ sát Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu ngay sau khi hai người này đã đầu hàng. Mr. PT hết kể chuyện lịch sử xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.